họ muốn nói với bạn điều gì nhưng chưa kịp nói. Nếu như bạn nhìn thấy video này, xem như bạn hữu duyên, vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp cận thông điệp một cách tích cực và cởi mở nhất. Và đây là thông điệp tiếp tục theo cái trải bài mình vừa chia sẻ cho bạn lúc nãy. Bạn nào chưa xem có thể bấm vào link ở bên dưới phần bình luận. Và thông điệp dành cho các bạn là bị ngắt kết nối với những cái người bạn đã quen khi xưa. Cái sự im lặng của họ bạn không biết là tại sao. Thì đây cái thông điệp, lời họ muốn nói với bạn mà chưa kịp nói. Thì ở đây chúng ta sẽ có lá bài đầu tiên. Tôi muốn có cảm giác của ngày xưa ấy một lần nữa. Ở đây một cái sự thừa nhận cảm xúc của mình. Và họ đã cố gắng hiểu cảm xúc của mình nhiều hơn. Khi mà họ muốn để ý một ai đó, muốn quan tâm đến bạn, muốn chia sẻ suy nghĩ cũng như cảm xúc của họ đối với bạn. Nhưng khi xưa cái sự lắng nghe không có, do đó cái sự cảm xúc của họ đè nén bên trong rất là nhiều. Mặc dù họ bước vào mối quan hệ các bạn, họ rất là vui khích, phấn khích rất nhiều. Đối với bạn, nó giống như là điều hạnh phúc, là tình yêu. Họ muốn có sự đồng cảm, đồng điệu về mặt cảm xúc với bạn rất là nhiều. Nhưng mà một là bạn hay là họ không có biết thể hiện nó ra bên ngoài. Đây là có nghĩa là họ đang nói là họ bị bối rối về cảm xúc của chính mình và những gì mà họ muốn để có thể tiến đến với bạn hồi xưa. Qua đây là lúc mà họ đã thấy được cái việc mà họ cần phải làm là chính phải hiểu được cảm xúc của mình. Tuy nhiên cái việc mà họ muốn là được cảm giác như xưa, một cái sự suy nghĩ về bạn là có thật sự. Một điều nào đó họ vẫn còn nghĩ đến bạn. Họ muốn nó trở lại bình thường. Họ muốn là mọi thứ nó được giải bài đi. Một cách nào đó họ muốn là trở lại một đường xưa, một lối cũ, khiến cho họ cảm thấy là hạnh phúc, thấy là tình yêu bên cạnh họ. Và lời họ muốn gửi các bạn mà chưa kịp nói, đó chính là: tôi muốn mình hơn là mức độ của tình bạn. Đây có nghĩa là cái người này họ có tình cảm lãng mạn với bạn. Họ muốn có một mối quan hệ thân thiết hơn đối với họ. Nó ngụ ý rằng cái tình bạn hoặc sự xa cách hiện tại đối với họ là họ không có chịu được. Họ mong muốn một cái gì đó nó thân mật hơn, độc quyền hơn, được chiếm hữu hơn. Tuy nhiên, khi mình nói câu này cũng phải tùy thuộc vào ngữ cảnh của bạn và người đó như thế nào thì chúng ta mới quyết định được nó là theo mặt tích cực hay là tiêu cực. Và theo cái guồng của năng lượng của trải bài lúc nãy mình chia sẻ các bạn, thì ở đây cái người đó một loạt cái người đáng để các bạn quen. Bởi vì lá bài Bali và lá bài nhà ảo thực là một trong những cặp có thể tiến được mối quan hệ cam kết một người tri kỷ thật sự. Ở đây họ có muốn trở thành một cái gì đó sâu sắc hơn với bạn, chia sẻ với bạn nhiều hơn về cuộc sống. Bởi vì họ muốn là hơn cả tình bạn, nhưng có nghĩa là có thể là họ sẽ không hẹn hò, nghĩa là họ sẽ không có một cái gì đó về mặt thể xác, tình cảm được biến thành tình bạn tri kỷ. Do đó để biết là họ theo hướng là tình yêu hay là muốn tri kỷ làm bạn, tốt nhất là hãy hỏi họ trực tiếp, làm rõ ý định cũng như kỳ vọng của họ ở bạn là gì. Và bạn cũng có thể bày tỏ cảm xúc của mình ra, nói ra những cảm nghĩ của mình, xem là cả hai có phù hợp với sở thích với nhau hay không. Đây là cái dịp để cho hai bạn có thể giao tiếp. Bởi vì trước kia hai bạn không có sự lắng nghe, không có sự giao tiếp. Đây là cái thời điểm mà hai người có thể gắn kết lại với nhau. Nhưng mà với điều kiện các bạn phải sửa những cái khuyết điểm của lá bài Bali ngược, là các bạn đừng có chạy theo những cái sự nghiệp, bạn bè, cuộc vui của mình mà bỏ quên cảm xúc của người ta. Và bây giờ làm sao chúng ta có thể liên lạc với người này? Thì đầu tiên, một cái số mẹo mình muốn chia sẻ các bạn để mình không có bị lúng túng, đó là các bạn hãy tự tin. Và cái năng lượng tích cực nhất, các bạn phải lấy lại sự tự tin của mình. Bởi vì sự tự tin chính là hấp dẫn, cho thấy bạn vẫn còn có giá trị, bạn đáng được tôn trọng. Hãy mỉm cười nhiều hơn, giao tiếp bằng mắt, sử dụng giọng điệu thân thiện, tránh quá tự mãn, quá tự đề cao hoặc tuyệt vọng, hoặc là đau khổ khóc lóc này kia, các bạn bỏ ra hết đi ha. Dẹp bỏ con người mơ hồ, con người mà hay lo lắng bối rối đi. Bởi vì mình hãy sử dụng cái sự tự tin của mình để mình có thể nói chuyện lại với họ. Hãy linh hoạt hơn, tôn trọng. Có thể họ từ chối vì nhiều lý do, nhưng mà chẳng hạn như họ bận rộn, họ không quan tâm bạn. Nhưng bạn đừng có xem cái chuyện đó mà bạn tức giận. Hãy tôn trọng quyết định của họ.
cảm ơn, ít nhất họ cũng nói lời từ chối với các bạn. Do đó các bạn hãy để cho mọi thứ nó diễn ra thật là nhẹ nhàng, đơn giản nhất có thể. Mình không cần làm cái chuyện gì mà to lớn khi mời người ta đi chơi hoặc là để nói chuyện lại đâu. Bạn làm một điều đó một cách thoải mái tự nhiên sẽ không gây áp lực cho bản thân của bạn và chính họ nữa. Thật ra cái vấn đề mà họ im lặng với các bạn như vậy á, nó cũng là cái khoảng thời gian để cho cả hai căn bản được tình cảm của mình, thấy được những cái bài học khi xưa để chúng ta có thể sống khác đi, giúp cho mối quan hệ được tốt hơn. Nếu như bạn không chịu thay đổi thì chắc chắn nó cũng sẽ y như cũ. Mình muốn cuộc sống khác, muốn có tình cảm khác thì chính bản thân của mình phải thấy được cái bài học trong những cái sai lầm mình khi xưa. Nếu như bạn thấy chỉ có một bên á, là thích họ thôi, nhất là bạn á, thì tình cảm này á, người kia cần phải được cân bằng. Thì như vậy hai người mới có thể bắt đầu yêu trở lại. Điều cơ bản nhất của việc nóng lạnh là sao? Cho dù bạn có thích đến mấy á, thì mình cũng phải nên kiềm chế mình một chút. Và mình có ghét cũng phải nên kiềm chút xíu. Giữ thế cân bằng là đẹp nhất nha các bạn. Không có bài học nào hay hơn cái bài học tình yêu hết trơn á. Lúc này bản chất thật của con người chúng ta sẽ được phơi bày ra hết à. Khi một mối quan hệ tan vỡ là các bạn hãy nhường một bước, cho dù bạn đang ở đứng tận cùng của sự xấu hổ, của sự tổn thương hay là sự kiêu ngạo từ cao chăng nữa. Bởi vì cái một bước lùi này nó sẽ vĩ đại hơn so với 10 bước của ngày thường rất là nhiều. Vì cái bước lùi này sẽ giúp bạn rút ngắn lại cái thời gian đau khổ và tổn thương cho các bạn. Do đó bạn hãy trân trọng cái bài học đó để mình tiến tới những người khác hoặc là lại với họ sẽ biết yêu là như thế nào. Để cho những cái hạnh phúc nó thật sự đến, nó cần có thời gian các bạn. Bởi vì khi mà nhiều ta đau khổ vậy á, nó sẽ khiến cho bạn cảm thấy mình không được quan tâm, bị làm ngơ. Nhưng mà mình hãy xem xét lại xem mình có vô tình xa lánh họ hay người nào khác hay không. Hãy lắng nghe những lời từ họ nhiều hơn. Và hãy suy nghĩ là khi mà nghe vậy á, bạn đập trong suy nghĩ của mình á, là nói là tôi muốn hiểu họ nhiều hơn. Là khi đó cái tôi của bạn nó sẽ dẹp xuống đi bớt, và các bạn có thể thấu hiểu được người này. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem cái thông điệp này. Hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài lần sau.